Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Đầu game cho tôi con gấu sớm thì cứ vứt vào câu thôi anh em ạ. Biết đâu đấy lổ cái con gấu tổ thì cái game nó lại dễ như cái game hôm qua. Công nhận bây giờ mấy cái con gấu kẹp vào với cái bộ gót đánh phê đặt. Sướng. Gấu được giảm cooldown đánh rõ sướng luôn. Cái bọn đấy nó cooldown nó thấp rồi ấy, xong rồi lại kẹp vào với gót, gần như là nó không có cooldown. Nó chỉ có 1 giây thôi. Ê, từ từ nhá, round này nó lại thế này à? À thế từ từ đã. Bỏ gấu ra một round. Trong cái trường hợp nhưng mà cái trận này nó không ra gấu ấy thì có cái bộ này hay lắm. Trận này rất là hay luôn. Là trận này nó có trong truyền thuyết nhá, nó có rớt, có rồng 5 đô và có cái con Light Spirit. Đấy, nên là chúng ta sẽ đánh được một cái bộ. Anh em biết là một cái bộ gì không? Tối thượng luôn. Đấy chính là bộ 9m kẹp với cả 4 đá. Đấy, và thậm chí là còn có cả 5 rồng nữa. 9m 4 đá 5 rồng. Hai gót nữa. Đánh ở level 11 12, 12 12. 12 là đủ. Đấy. Thì nếu mà không ra gấu tôi sẽ chơi bộ đấy. Và cái bộ đấy nó là yêu cầu của tới tận hai anh em ở trên kênh cơ. Đấy là anh em Dương Nguyễn và anh em Nguyễn Bá Hưng. Đó, nên là hôm nay nếu mà nó không ra gấu thì có thể tôi sẽ chơi cái bộ đấy luôn anh em nhá. Rồi. Ra đầu tiên đen nhỉ, gặp ngay cái thằng up cấp lên cấp 4 á. Thề. Thế là vẫn chưa có cái công nghệ make để roll. Ra mèo này. Ra mèo chúng ta sẽ có hai bộ nữa để lựa chọn. Đấy chính là cái bộ Goblin. Goblin cũng được. Trận này chơi Goblin cũng được. Và chúng ta cũng có thể là sẽ chơi gót kẹp mèo. Thì làm sao nhỉ? Gót kẹp mèo. Đây cũng là một trong những cái ý tưởng khá là hay của các anh em trên kênh gợi ý cho tôi đấy. Ok, gót này. Mua gót đi. Rồi. Cho thắng một trận thế nào. Gặp to thắng mạnh ấy. Đùa. Đen nhỉ. Gặp to thắng mạnh luôn. Up cấp lên vẫn thua. Thế gặp thằng này chắc chắn nó thua rồi. Đỡ làm sao được. Vãi đài á. Nó còn đẻ cho lát nhà. 4 máu. Eco này. Eco gấu à. Bài không lên được 2 sao ngại đấy nhở. Ngại đánh quá. Bây giờ Eco. Eco thì từ từ để xem nào. Thực ra là bây giờ vẫn có thể thắng được. Có thắng được một thằng đấy. Có thắng được một thằng và nếu mà bây giờ mà round sau mà nó nổ cái con mèo nữa thì cũng chưa chắc đã phải đánh chữ thua đâu. Thật đấy. Anh em ạ. Tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn có thể đánh được. Mà không cần phải eco. Thôi thì cứ từ từ đã anh em ạ. Bây giờ chỉ cần ra một con mèo thôi mà là chơi được ngay. Đấy, một con mèo rồi nhá. Hoặc là cái con Skybreaker lên 2 sao sắp ra rồi. Bình tĩnh. Bỏ bài vào như này là cũng giữ máu được khá khá đấy. Đấy, rau này lọt có 3 con thôi. Thế được rồi. Ui rồi ôi. Thế này thì nó lại bảo tôi eco rồi anh em ạ. À. Không muốn eco, bắt eco này. Eco chơi Goblin thì hơi mệt đấy. Nên chắc là nếu mà eco thôi, bỏ ấy. Bây giờ ra hai con Eco rồi, tôi nghĩ Eco luôn. Không nên mạo hiểm bởi vì cái đội hình bây giờ nó đến cái tầm này mà nó không lên được 2 sao hay là nó chưa đủ mạnh ấy thì thôi. Chả biết đến bao giờ nó mới ra được mèo đâu. Nó không ra nữa luôn. Ấy. Bỏ đi. Đúng như chia sẻ lúc đầu nha anh em nhé. Tôi sẽ chơi cái bộ anh em Nguyễn Bá Hưng và anh em Nguyễn Dương yêu cầu. Anh em, các anh em là muốn chơi một cái bộ gót tối thượng kẹp với cả Spirit, kẹp với cả Mết ấy. Là cực kỳ tối thượng luôn. Đánh ở level 12 cơ. Nhưng mà nếu mà lên 11 là cũng đã đủ chơi rồi. Lên 11 thì không có gót nhưng mà nó sẽ là 5 rồng 9m kẹp với cả 4 đá. Cực kỳ tối thượng.
Và để được tối thượng như thế thì đương nhiên là ở trong cái bộ truyền thuyết ấy, nó sẽ phải có cái con Lion Spirit, con Zerg và con rồng Lamro. Đấy. Phải có những cái con này thì chúng ta mới có được cái bộ tối thượng. Trong trường hợp mà ra là Zerg ấy thì có thể là sẽ không có chơi rồng, bỏ rồng đi. Đấy, chúng ta sẽ chơi là 4 God kẹp với cả 9 Mage kẹp với cả 4 Spirit. Đó. Còn nếu mà giả sử như mà không ra là Zerg thì có thể là chơi là 9 Mage kẹp với cả 4 Spirit, 5 rồng đánh ở level 11. Còn lên được level 12 thì là quá là tuyệt vời rồi. Lên được level 12 thì cực kỳ tối thượng luôn. Đấy, chuyện này may mà quay xe gấp đây anh em ạ. Có thấy ra mấy cái con Goblin đâu? Không ra Goblin, không ra Mech. À mà anh em biết cái tin gì về cái bọn Goblin Mech chưa? Đấy. Có thể là các anh em ở trên kênh vẫn chưa biết được cái tin đấy, cái thông tin sau update, mà cái bản update tiếp theo đây này nó bắp cho cái bộ Goblin ấy. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ với các anh em chưa biết, coi như là chưa có cập nhật thông tin ở trên cái diễn đàn hay ở fanpage của AutoChat, thì tôi cũng xin là chia sẻ các anh em luôn là sắp tới nó là cái bộ cực kỳ hot luôn. Anh em cứ tin tôi, hot lắm. Goblin Mech nhá, mà sau cái update ý, nó không khác gì là cái gì, 3 Mech kẹp với cả 3 Human cả. Đấy, mà nó chỉ có mất một con coi như là con gì nhỉ, con Soulbreaker thôi. Soulbreaker giết người là được cộng thêm tiền. Đấy, ở level 2 sao là nếu mà anh em cái con Soulbreaker của anh em giết được người ấy, là nó sẽ cộng thêm cho anh em là 3 tiền một round. Quá kinh khủng. Yên từ từ nhá. Con này à? Thế trộm chó, trộm chó, trộm chó. Trộm chó quay xe. Dã man. Nói chung là khi mà chúng ta eco chúng ta được chọn bài mà. Cứ thoải mái đi. Ăn được không nhỉ? Ăn được quá không? Hay ăn được không nhỉ? Vớ vẩn toang quái nhỉ? Trông dễ toang lắm. Bắp được đúng cho con nào thì ngon. Ờ, nhưng mà bắp thế này thì không tung được trưởng lần 2 rồi. Ui rồi. À được. Ui rồi ôi, nhưng mà không được. Như thế thì thua. Hỏng rồi. Toang quái thật anh em ạ. Bắp chán đấy. Lọt luôn ạ, lọt hết ạ. À nhưng mà lại được đồ ngon. Đồ này thì cho gót là chơi được này. Coi như là không mất đồ. Chỉ mất máu thôi. Mất máu là vừa rồi. Trong chuyện này có lên chơi trộm chó không? Trộm chó mùa này chơi được không nhỉ? Tôi chưa thử mùa này. Không biết chơi được không? Ơ à, cặp nó yếu thế. Thôi xong rồi, hỏng rồi. Vãi đái ạ, à, thằng yếu thế nhỉ? Sao thằng này nó level 6 mà nó để có 5 con ở trên bàn cờ? Ừ. Vãi đái. Vãi đái ạ, phá chuối ạ. À, nó còn bỏ con 2 sao ra ngoài ạ. Muốn cắt chuối của tôi. Muốn cắt chuối. Ui, ra già này. Thế thôi nhỉ? Trộm chó gì nữa, ra già rồi thì thôi nghỉ. Đúng rồi đấy anh em ạ, 5 rồng 9 mét rồi. Thằng kia nó định là cắt chuối của tôi, nó bỏ ra. Cày. Ác thật đấy. Đùa. Kể ra mà nếu mà mình được eco mình ấy thì cũng ngon, nhưng mà thôi không sao, đánh luôn vậy, lên 7 đánh luôn. Không thành vấn đề. Tôi kiểu gì tôi cũng chơi được mà. Chiều hết. Tất cả các thể loại luôn. Tăng độ khó cho game càng hay càng hấp dẫn. Có gì đâu nhỉ anh em nhỉ. Chả có vấn đề gì luôn. Thôi rồi pick rồng vào đó. Bây giờ cần cái con rồng sớm để chúng ta kích hoạt mét 6 mét đã. Cứ 6 mét cái đã. Ui thằng này ra con gấu này. Phải đái.
Thế là cũng không thắng được rồi. Ba rồng rồi, thằng này ba rồng kẹp được cả các con gấu. Vãi đái thật. Phải đấy. Áp 7 vẫn thua. Đủ 4 gót này. Ok. Bây giờ 4 gót là nó kẹp được với cả human. Thế nên là thôi cho 4 gót vào là ngon rồi. Lên 8 là sẽ là 6m. Lên 8 là sẽ được 6m. Đánh 2 gót 6m ở level 8. Được. Thôi bây giờ để 4 gót. 4 gót đam thì có cái con gót ở vua ấy. Con đấy nó phụ đam cho tôi được. Ngoài con già ra thì con gót ở vua cũng được. Nào kiếm tí sách nào. Có nhu cầu lên 11, 12 mà không có sách cái này thì toang quá nhở. Đùa gặp toang thằng mạnh luôn ạ. Thằng này thì Berserker 2. À được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ok rồi đấy. Vãi đái. Kẹp gót nó mạnh thật. Nhưng mà gặp toàn thằng mạnh luôn. Con Orc này lên 2 sao thì cũng được này. Cho có tí tăng cơ phía trên. Đang yếu á. Liệu rằng bây giờ chúng ta gặp cái thằng có chuỗi kia có thể cắt được chuỗi của nó. Khó nhỉ, trông đội hình nó hơi mềm. Kể ra mà có một con Flame 2 sao nữa thì nó có vẻ là yên tâm hơn đấy. Thêm một con 2 sao thôi, con nào cũng được. Miễn là nó phải có một cái con nào đấy nó có thể đủ tăng cơ phía trên. Con già này mỏng lắm. Bắn được một phát hai phát là bay màu. Thằng này được không? Ui thằng này trông cũng có vẻ to. Mà cắt chuỗi thằng này được thì cũng ngon. Khó. Khó anh em ạ. Không được. Chịu à. Còn thằng chuỗi cộng 10 gặp chưa gặp. Vẫn có cơ hội. Từ khi áp cấp được 1 tháng là có 1 trận ạ. Toàn thua. Cay nhờ. Bây giờ mới level 7 50 tiền này. Sách thì chắc là tôi sẽ không cắn đâu. Chơi cái kiểu này chơi cái kiểu mà chúng ta sẽ phải tiết kiệm từng cái cuốn sách một đấy. Chứ không có thừa mứa sách để mà cắn lên level đâu. Nếu mà muốn lên 11 là chắc chắn là phải tiết kiệm từng cuốn một. Hy vọng là không lật quái. Chứ còn bây giờ mà lật quái nữa thì chán lắm. Tung trưởng em nào. Con già tung hai lần trưởng là quái bay hết mà. 4 gót. 4 gót là già tung trưởng liên tục. Cú nào liên tục luôn. Vừa đủ ấy, vừa kịp cú nào luôn ấy. Bắn xong một cái là đủ cú nào luôn. Gương. Lấy cái gương đi. Vẫn sẽ phải có nhu cầu là bắn trưởng sớm. Tí nữa mà 5 rồng ấy, ra 5 rồng thì tôi sẽ rèn cái gương này. Còn bây giờ chưa có 5 rồng thì chúng ta cứ lấy cái gương đã. Cho chắc. Biết đâu đấy lại không chơi 5 rồng mà chơi lại là giống như anh em Nguyễn Bá Hưng có chia sẻ là chúng ta sẽ chơi là cái bộ 9m kẹp với cả 4 đá ấy, thì nó sẽ không có 5 rồng. Thì lúc đấy có cái gương để tăng mana cho nhanh. Rồi, ui dồi ôi, thằng này 4 gấu rồi này. 4 gấu Metalist đây sao? Có phải không? 4 gấu Metalist kẹp gót. Sợ phết nhỉ? Cái bộ này anh em cũng đã thấy ở trong cái video trước là bất trị như nào. Kunka này. Nhưng mà Kunka cho vào ấy thì lại bị cái là mất mất ấy, mất 6m. Hay mất 6m không được. Thế phải áp cấp. Áp cấp lên cấp 9 nhét Kunka vào. Nhá. Áp đi. Kệ. Nhưng mà round sau. Round này không kịp nữa rồi, round sau chúng ta sẽ áp lên 9. Thằng này vừa lấy cắt chuỗi tôi này. Xong bây giờ sắp chết rồi.
Ui. Trứng à? Không không không. Rột. Anh em ạ, không, không áp cấp. Một trứng một già rột luôn. Thunder 2 này. Rồi được rồi. Rột hết tiền đi. Đã có một cặp là rột luôn anh em ạ. Không 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 nói nhiều. Không cần phải áp cấp đâu. Cún ca nữa này. Ui rồi ôi. Thế đi thôi, từ từ. Đập trứng luôn không nhỉ? Đập luôn đi. Kịp không? Ok. Bán con ca đi thôi. Chết rồi, con Thunder nó Blink và nó tung trưởng yếu á. Phải bỏ cái Blink ra. Vẫn chưa vào già, tôi đập trứng cho con Thunder rồi. Nhưng mà thế là cũng được. Thunder gánh được. Như này ngon hơn không? Này thì nó không đủ 6m. Thế này đi. Chả cần gót. Không cần gót anh em ạ, 6m ngon hơn. Ui to thế. Vãi đái. Cái gì mà thỏ ba rồi nhưng mà vẫn ăn được. Bạn ơi. 4 đá rồi. 4 đá 6m anh em ạ. Cắt chuỗi luôn, hay quá. Ui được quá nhờ bạn nhờ. Chết rồi, bỏ đồ sang bên này ngon quá rồi. Đấy, thế được rồi. Rồi, cắt được cái chuôi này ngon đấy. Sao sau lại cho con gót vào, chúng ta lại có hai gót. Đập chính cho Thunder là sự lựa chọn nó quá là tuyệt vời luôn. Rất là đúng đắn. Đập chính con Thunder cái vừa giữ được tiền này, lại cắt được chuối ở đối thủ này. Đấy, sau cái quả vừa rồi đấy, bỏ gót ra là cũng tuyệt vời luôn. Bỏ gót ra chúng ta được bộ 6m, sau lại kết hợp với cả Spirit Counter và cái bộ Hunter. Thế là ngon rồi. Rồi. Đấy, thế này là chúng ta được hai gót nữa. Bây giờ thì vừa kẹp được Spirit lại vừa tung được trưởng. Ok. Sáu cuốn sách rồi anh em ạ. Cuối nào, chỉ còn có 6 cuốn nữa thôi. 6 trận thắng nữa. Thằng này ra được cái con gấu tổ lên 2 sao rồi. Nhưng mà bây giờ tôi mạnh rồi bạn ơi. Ồ. Ê à. Vẫn có sách, vẫn có sách, thế được rồi. Lại có chuỗi luôn này. Rồng. Cuối nào. 5 quyển nữa thôi. Thậm chí là 4 quyển. Nếu mà lên 4 quyển chúng ta lên ở cái round 27 ấy, chúng ta lên level 10 là chúng ta sẽ có thể sử dụng 11 quyển là lên được level 11 rồi. Không cần phải 12 quyển. Thunder bây giờ mà nó tích đủ tầng cho cái gậy stack ấy, cái gậy hiến tế ấy, chắc là tôi nghĩ là nó sẽ đủ sức mạnh thôi. Và này, cái này 5 rồng rồi. Ôi à, nhưng mà bằng một lý do thần kỳ ở đấy mà tôi vẫn ăn được cái thằng 5 rồng này. Thề. Thậm chí tôi tung trưởng nó cũng gần như là nó như là cái thằng kia luôn.
Line Spirit sắp lên được 2 sao này. Già nữa. Cái round vừa rồi con Thunder Spirit của tôi là bị chết ấy. Thế nên là chúng ta lại bị mất một chút stack. Stack dam đến từ vị trí ở cái gậy hiến tế. Đánh một lúc xong bây giờ lọt lên top 2 này. Quá tuyệt vời luôn. Cái thằng Thái Lan nó có chữ XD đằng sau làm tôi liên tưởng tới một cái người bạn của tôi. Đấy là chính là Long XD. Long Sida, không biết có phải là Long Sida vào săn xong rồi đổi tên thành chữ chữ Thái không? Đánh Hunter à? Chắc không phải đâu. 9 Hunter. 9 Hunter kẹp với cả lùn. Quanh đi quay lại một lúc. Chúng ta thấy là có 3 nhà chơi mết. À, tôi nghĩ là bọn nó sẽ chơi dòng mết rồi. Mà tôi cũng sẽ chuyển sang dòng mết thôi anh em ạ. Chúng ta tung trưởng sớm thì chúng ta mới ăn được. Mà cố gắng lên 11 để kẹp được 9 mét. 9 mét kẹp 5 dòng đánh ở level 11. Thằng này đúng là nó chơi gót đấy rồi. Gót kẹp gấu rồi. Mà hình như đang câu gấu rồi phải. Hai bảy sẽ lên level 11 nhé anh em nhá. 27 là được đấy, đủ. 25 là được một quyển sách, 26 là được một quyển sách. Nếu mà thắng 2 round nữa, à không, thắng 1 round thôi, thao quái chắc chắn là có sách rồi. Đấy, thắng 1 round nữa thôi. Round 26 mà thắng thì chắc chắn là chúng ta lên được 11 rồi. Và chắc chắn là form được cái bài 5 dòng 9 mét rồi. Nếu mà không phải 5 dòng 9 mét, nó sẽ là 5 dòng 6 mét kẹp với cả 4 spirit đã. Búa xét này, được. Búa xét được đấy. Ui, sao máy bay. Bây giờ, bình thường ấy, nếu mà tôi không làm content là tôi quay xe đấy. Tôi quay xe tôi lấy máy bay rồi tí nữa tôi chuyển sang tôi chơi máy bay kẹp Kira. Con máy bay mà lên 2 sao kẹp Kira cứ gửi khỏe. Thôi thằng đầm đồ đã. À chiến thánh à, được. Tí nữa mà chuyển máy bay kẹp Kira ngon luôn ấy. Từ từ đã nhá. Tất nhiên là vẫn đang làm content theo yêu cầu của anh em. Đấy nhưng mà late game nếu mà giả sử nhưng mà chúng ta bị đuối hơn ấy, anh em nên nhớ là bọn kia là câu ở dài con gấu, gấu mét 2 sao anh em ạ. Đấy, cái thằng 5 dòng 9 mét nó câu ra con gấu mét 2 sao, con đấy nó lướt kinh lắm. Ví dụ như mà nó lên được cái đội mà tôi nói với anh em ấy là cái đội hình mà 9 mét này kẹp với cả 4 sprint, kẹp với cả 5 dòng rồi kẹp với cả gót ấy thì cái con gấu ấy nó cực kỳ kinh khủng, nó tối thượng mà. Mà chúng ta không thể mạnh được như thế, chúng ta không có cái con đấy. Nó không thể có. Thế là trong cái trường hợp đấy có thể chuyển sang Kira đấm lại nhá anh em nhá. Đánh thế nào xoay xoay tí để được top 1, lên clip cho nó đẹp. Rồi, gặp người anh em song sinh ở thế giới khác của Long Sida. Trên Hunter trông có vẻ toang. Mặc dù là đầu game rất là mạnh. Ok. Đùa thật. Bảo nó toang nó cắt chuỗi luôn ạ. Thế nhưng mà Hunter yếu lắm, không ăn thua đâu. Hunter giờ có ai chơi hết đâu. Chán nhất là cái quả vừa rồi, nếu mà ra vừa rồi mà tôi ăn ấy thì là tôi lên được level 11 rồi đấy. Nhưng mà bởi vì là tôi thua nên là tôi lại phải đợi một round nữa. Một round thắng nữa lên được 11 chắc chắn là lên được rồi. Trên này đánh đúng kiểu tiết kiệm luôn. Sách là chắc chiêu từng cuốn một. Cuốn sách không có sử dụng bất cứ một cái cuốn nào. Già 2 này. Không, tôi sẽ đập cho Light Split anh em ạ. Light Split đang cầm đồ nên là khá là ok. Còn con Thunder tôi nghĩ là tôi cầm dồn đồ cho Thunder được rồi. Con Thunder nó có một cái hay là nó không bị bớ vào, kiểu giống như ở con già ấy. Con già nhiều khi bớ linh ở đằng sau dễ bị bớ lắm.
Hay là không có Blink thì lại đứng dưới lại bị Assassin nó bớ. Nên là tôi nghĩ là đứng ở cái vị trí này là ok à. Thiếu con gì? Thiếu một rồng. Thiếu một rồng. Thiếu một con rồng nữa. Nó xin con rồng đấy. Bom à? Thôi. Không chơi đâu. Thiếu một con rồng. Để con này vào ngon hơn không? Cho một tí combo. Ok, Light Speed gây cái lượng đam mà tương đương với cả con Thunder kìa. Được, 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 được. Già lên 2 sao luôn. Hay quá. Rơi sang cái dìu pha lê này tôi nghĩ là chắc là tôi giữ lại anh em ạ. Đồ này cũng dùng được, ngon. Đội hình nó vừa phải có đam phép rồi có đam đánh tay nữa, chứ không phải là phụ thuộc toàn đam phép được. Bởi vì trong những cái trường hợp mà bọn nó chuyển sang bọn nó chơi 6 cá ấy, anh em ạ, thì vẫn phải có đam đánh tay. Này, tôi nghĩ là trận này chung kết nó sẽ là đánh nhau mấy cái nhà mết thôi. Trận này chơi mết cực kỳ khỏe. À ui rồi ôi, đây rồi. Không kịp rồi. Không kịp rồi, thôi được. Bỏ tạm á. Được anh em ạ. Làm rồng 9m là đủ bộ à? Rao này không có sách chứ. Ui, ra rớt luôn này. Vãi đài. Nhưng mà rao này phải kiếm human cái đã. Sáu human. Nói chung là bây giờ cứ rao quái thì cho 6 human vào thôi. Còn không phải rao quái thì lại bỏ ra, bởi vì cũng chả ăn được ai đâu anh em ạ. Nếu mà chúng ta để human là chắc chắn thua. Rao sau bắt buộc phải cho 5 rồng vào rồi. Bây giờ cần cái món đồ gì? Quả cầu vực thẳm. Chưa có đúng không? Chưa lấy. Sẽ phải có cầu vực thẳm. Trở lại toàn mết rồi mà. Random đi. Búa bình minh chắc cũng chả cần đâu nhỉ. Chống lại thằng Assassin nhưng mà thôi. Chả cần. Gậy báo được. Không cần đâu anh em. Tí nữa Assassin ấy chúng ta chuyển sang trộm chó là chơi. Chơi được. Giả sử nhưng mà solo với Assassin. Còn nếu không thì thôi. 9m này. 9m 4 rồng ạ. 5 rồng này. 5 rồng thì chỉ có 8m. Thôi rồi, 8m ạ. Và phát tung trưởng luôn. Ok. Ui rồi ôi, nó có rớt anh em ạ. À. Vãi đài. Sắp thua rồi. Không phải là nó có rớt mà nó có cái con gấu. Mà cái con rớt của nó cũng giật cũng ác vai. Mới rớt một thôi mà đau nhỉ. Hỏng thật sự. Thế thôi, bỏ con gì đi đây.
con này nhá, tí nữa kiếm sau vậy. Quan trọng bây giờ giữ máu thôi. Bây giờ phải cho cái con rớt này vào này. Nhưng mà bây giờ cho rớt vào không biết bỏ con gì đi. Cho rớt vào không biết bỏ con gì đi. Cái con dơ so tôi sẽ không bỏ nha anh em nhá. Con dơ so nó, bây giờ nó đang có human. Tôi để nó có human nữa tôi không bỏ đâu. Mua đao được một quyển sách đã. Mua đao một quyển sách là được rồi. Ok. Rồi. Đổi đồ tím nhá. Cần đồ tím rồi. Tạm thời cái gương cứ để lại đã anh em ạ. Tí nữa sẽ có cái để dùng. Vẫn cần đấy. Tí nữa tôi sẽ lấy cái RU này cho cái con rớt. À, bây giờ tạm thời già cầm đã. Già nếu mà kẹp với cả hai gót ấy thì nó sẽ không có bắn được trưởng liên tục đâu. Đấy, già phải kẹp với 4 gót mới bắn trưởng được liên tục. Tạm thời cầm cái quả RU này để bắn được hai lần trưởng liên tiếp đã. Căng nhỉ. Căng nhỉ. Bây giờ có khác không? Bây giờ khác không? Bây giờ khác không? Bây giờ khác không? Ôi kìa. Già. Già ngu nhưng mà vẫn ăn. Anh em chắc là cũng đã từng xem cái video clip mà con già là ngu hơn thì bên đấy thắng. Anh em xem cái clip đấy chưa? Hài vãi đái. Già quẹt ngu là bên đấy thắng. Con già bên nào ngu hơn thì bên đấy lại thắng. Thế là video. Không biết là chúng ta có bị deja vu nhỉ? Cái trận đấu này trông có vẻ hơi giống. Hai nhà mết gặp nhau. Căng thẳng ấy. Có một cái hay là tôi ấy, nó có một cái lợi thế là tôi có con Light Spirit này. Nó kết hợp với cái bộ mết này kèm thêm cái gậy bão ấy. Nó cực kỳ khỏe, nó dồn đam khỏe lắm. Còn lại thằng Hunter thì rõ ràng là yếu hơn rồi. Ơ kìa. Vãi đài á, rao này thua. Thua à? À không, không, chưa chắc. Ui giời ơi, nó lướt kinh quá nhở. Ui. Hay. Giời ơi. Bạn đi ra đi để lại cho tôi cái quả cầu vực thẳm. Thế thì cảm ơn rất là nhiều. Vô địch rồi. Tự nhiên lại ra cái quả cầu vực thẳm ạ. Ngon đấy nhở. À, kiếm cái con human này đã. Kiếm human cái nhở. Đây rồi. Cứ rao quái chúng ta chắc chiêu từng rao quái một. 6 human ở rao quái dần dần chúng ta sẽ lên được 12. Còn đối thủ ấy nó đang dừng lại ở level 10. Cùng lắm nó lên được 11 thôi. Chứ còn 12 hơi khó luôn. Sao sao tôi lại đổi đồ tím tiếp. Bây giờ mục tiêu hướng đến nó sẽ là cái BKB thôi. Đánh với nhà mết. Mẹ nó nói rất hay rồi ạ. Mặc dù cái thằng đấy nó mới chỉ đánh ở level 10 thôi, nhưng mà nó có rất hay. Làm cái đồ nữa này. Nó cũng là 5 rồng. 5 rồng 6 mét. Thì tôi bây giờ cũng là 5 dòng 6 mét mà, không khác với nhau đâu. Mà nó có rất hay. Giật đau lắm. Bây giờ khi là không đổi đồ tím mà đổi đồ cam ấy. Đổi đồ cam kiếm cái hack. Nếu mà lấy được cái hack rồi nó sẽ hack của con rớt ấy. Con rớt là con đắt tiền nhất ở trên cái bàn cờ của nó. À ôi rồi. Quá tuyệt vời luôn. Thôi được rồi. Thế thì được đấy. Được. Hack con rớt là xong mà. Rớt là không giật được là xong. Rồi, xong rồi. Thế là xong rồi. Thế là xong rồi. Úi dồi, nó vẫn giật được kìa. Nhưng mà ăn rồi. Hay, cắt chuỗi luôn. Cần nhớ tí nữa biện pháp mạnh lên level 12.
chúng ta chơi biện pháp mạnh luôn, kẹp cá vào anh em ạ. Mà tôi muốn là form cái đội hình tối thượng để cho các anh em yêu cầu anh em xem cho nó đã chứ. Kiểu như mình bây giờ mình đang làm content ấy, chứ không phải là mình kiểu mình đấu theo kiểu là thực chất, kiểu thực dụng. Đấy, đánh vẫn rất là bay nhá anh em nhá. Đánh bay bổng ấy, chứ không phải đánh thực dụng nào. Chứ thực dụng tầm này chuyển sang hết cá rồi, kẹp cá vào, kẹp đun vào các kiểu rồi. Mà đây bây giờ là vẫn đang bay đấy. Đánh làm nào để đối thủ vẫn không chết quá sớm. Đấy. Và vẫn có lực những cái cuốn sách để lên được 12. Chứ còn bây giờ mà kẹp cá vào đối thủ chết sớm cái là không lên được. Rồi. Ôi ôi. À không 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 không, vẫn có sách, vẫn có sách. Già chết nhưng mà có con rồng. Đấy, mua ra một quyển sách rồi, cứ cắn từ từ thôi. 39, round 38, 39, mua ra một quyển sách. Rồi đến round thứ 40 là chúng ta có cộng thêm 3 cuốn nữa là chắc chắn lên được 12. Và nó là tối thượng thật sự ở đây anh em ạ. 5 rồng 9 mét kẹp với cả 4 split y chang như những gì anh em yêu cầu. Quá tuyệt vời. Đây là gọi là hết lòng vì fan đấy. Anh em thấy không? Đúng không? Có tâm không? Đúng không? Làm content có tâm luôn. Chỉ còn tầm này tôi kiếm cá tôi kẹp vào 4 cá là xong bố rồi. Nhưng không, tôi nhất định là tôi sẽ phải lên đủ cái bộ đấy. Bởi vì chả mấy khi mà ra được cái bài như này đâu anh em ạ. Bài tối thượng. Ra cá không thể mua luôn. Bài tối thượng mà anh em. Trong cái bộ truyền thuyết nó phải có rớt, nó phải có rồng 5 đô và nó phải có Light Split. Thì thực sự nó phải có một cái điều kiện nó rất là khó. Đấy là ba con tướng 5 tiền. Ba con tướng 5 tiền. Quá dã man luôn. Chơi có khi là chơi phải chục trận, hai chục trận mới ra được cái bộ bài nó đẹp như thế. Đấy mà kể cả là ra được cái bộ truyền thuyết nó đẹp như thế cũng chưa chắc đã làm được cơ. Đấy nên là thôi thì trận này ra được cái bộ truyền thuyết như thế thì phải tranh thủ luôn anh em ạ. Cái cơ hội nó chỉ đến được một lần thôi, nó không đến lần thứ hai đâu, nó cố gắng thôi. Ủa, giờ nó giật đau thế. Thôi xong rồi, lại thua ra 39 rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể lên được. Rao này cắn được 3 cuốn sách cơ mà. Con rớt nó vẫn là thế lực đấy. Mặc dù tôi cũng đã tỉnh táo, tôi rèn cái đồ cam để tôi hack của con rớt rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là nó vẫn có khả năng là nó sẽ giật được đấy. Bây giờ muốn rớt không giật được ấy thì đấy, cái đội hình tối thượng, cái đội hình tối thượng nó sẽ giúp cho là tôi là gì, là 9m. Nó sẽ đóng đá đối thủ đến chết, để đóng đá con rớt đến chết. 9m 5 rồng. Cứ lên ở tối thượng thì là con rớt nó sẽ không giật được phát nào đâu. Vào phát là bị hack, sau đó là tất cả đồng đội là chết hết. Thì là dí một con rớt thôi thì con rớt nó sẽ đứng im mà chết thôi. Chuyện hiện tế này. Mà thôi, chả cần đâu. Tôi đổ tiếp cái đồ cam thôi. Đây, sẽ phải có BKB nhá anh em nhá. BKB cho già là chắc chắn không. Xong rồi đấy. 9m 5 rồng. Đấy, còn kẹp với cả 2 gót nữa nha anh em nhá. Kẹp với 2 gót nữa luôn. Tối thượng rồi. Xong chưa bạn ơi? Nào. Để xem. Ui, con rất chưa kịp tung trưởng kia. Nhấc được một lần, nhấc được một tay một lần. À ui, rồi nó vẫn nhấc được hai lần. Nhưng mà vẫn thua. Đùa thế. Con rớt của đối thủ mặc dù giật được hai phát nhưng mà đối thủ chúng ta giật thì nó còn hên xui anh em ạ. Nó sẽ không bao giờ nó có thể giật được toàn bộ đội hình. Đấy, như cái pha vừa rồi nó giật là nó chỉ giật được một vài con thôi. Vẫn còn những con sống sót của tôi. Thế là cái trò chơi kết thúc mất rồi. Cuối cùng thì vẫn đúng được một round anh em ạ. Một round là thể hiện được cái sức mạnh của đội hình tối thượng. Rồi, hy vọng là các anh em sẽ thấy là cái video clip này hay nha anh em nhá. Đấy, phải bỏ rất là nhiều công sức mới có thể làm được một cái video như thế này. Chả mấy khi mà được cái đội hình như này đâu anh em ạ. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, dồn toàn bộ đồ cho vào con cây và kết hợp với bộ gót. Con cây nó trở thành một con cây bất tử. Anh em xem chưa? Anh em chưa xem anh em xem đi nhá. Hay lắm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải
để xem cái con gấu bất tử của tôi. Cái con gấu nó khiến cho đối thủ đau đầu với bất lực anh em ạ. Đối thủ còn phải thốt lên là làm nào để có thể giết được nó đây. Anh em có thể xem clip bên phải anh em nhé. Tìm tôi hay lắm. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.